Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách nấu món lagu sườn heo. Và để nấu món lagu sườn heo thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là sườn non. Ở đây mình sử dụng 800g sườn non. Cái phần sườn này khi mua về mình sẽ chặt thành những khúc có độ dài tầm khoảng 5cm. Tiếp đến là bộ đôi gia vị hoàn chỉnh để nấu món lagu, bao gồm một gói gia vị nấu lagu và một hũ sốt cà chua cô đặc. Và cái bộ đôi gia vị này mình có thể sử dụng để nấu lagu bò hoặc là gà cũng đều rất là hợp. Ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị 2 củ cà rốt, 1 củ khoai tây, 1 củ hành tây, 1 ít nấm đông cô khô và 1 ít hành tỏi băm nhỏ. Đầu tiên mình sẽ cho hết cái phần nấm đông cô này vào nước và mình ngâm tầm khoảng 20 phút. Tiếp đến thì mình sẽ đi sơ chế cái phần sườn. Sườn trước khi ướp gia vị thì mình sẽ cho vào nước sôi và mình trần sơ qua. Sau khi trần sườn xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ướp sườn. Với 800g sườn thì ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng hành tỏi băm nhỏ, 1 muỗng dầu màu điều, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 2/3 muỗng muối, 1,5 muỗng bột gia vị nấu lagu. Một gói thì mình sử dụng cho khoảng 1,5 kg nha các bạn. Mình sử dụng 800g nên là mình sử dụng tầm khoảng nửa gói. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và mình để cho sườn thấm gia vị tầm khoảng 20 phút. Trong thời gian đợi sườn thấm gia vị thì mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu còn lại. Về phần khoai tây và cà rốt thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Còn về phần hành tây thì mình sẽ bổ muối cau. Tất cả các nguyên liệu đã được sơ chế xong hết rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nấu. Mình sẽ cho một ít dầu vào nồi và mình sẽ phi thơm cái phần hành tỏi băm còn lại. Khi hành tỏi đã vàng và thơm thì mình sẽ cho cái hũ sốt cà chua vào mình xào trước. Cái phần sốt cà chua này cũng giống như cái gói gia vị nấu lagu vậy đó các bạn. Một hũ thì mình sẽ sử dụng cho 1,5 kg. Ở đây mình sử dụng khoảng nửa hũ ha. Tiếp đến thì mình sẽ cho hết cái phần sườn đã ướp gia vị vào và mình xào tầm khoảng 5 phút để cho sườn của mình nó săn lại. Sau khi sườn đã được xào săn rồi thì mình sẽ cho vào đây tầm khoảng 2 lít nước và mình đun sôi lên. Trong quá trình nấu nếu mà có bọt thì mình sẽ hớt cái phần bọt này ra nha các bạn. Sau đó mình đậy nắp lại và mình sẽ hầm sườn trong khoảng thời gian 30 phút.
Và đây là nồi sườn sau khi mình đã hầm được 30 phút. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra và mình kiểm tra xem cái phần sườn của mình nó đã mềm được như mong muốn hay chưa. Nếu mà sườn của mình đã mềm được như mong muốn rồi thì lúc này mình sẽ cho cái phần cà rốt và khoai tây vào, mình đậy nắp lại, mình tiếp tục hầm thêm khoảng 15 phút nữa để cho cà rốt và khoai tây của mình được chín mềm. Tiếp đến thì mình sẽ cho hết cái phần nấm đông cô đã ngâm nở vào. Lúc này thì mình sẽ điều chỉnh lại cái phần gia vị luôn nha các bạn. Cái phần gia vị thì các bạn cứ nêm nếm tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần hành tây vào, mình đảo đều lên và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món lagu sườn heo rồi nè các bạn. Với cái món lagu sườn heo này thì mình sẽ ăn cùng với bún hoặc là bánh mì. Những cái miếng sườn chín mềm thấm đều gia vị kết hợp với các loại cà rốt, khoai tây và nấm tạo nên một món lagu cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Vào những cái dịp cuối tuần nếu mà mình ngán cơm, mình muốn tìm một món nước nào đó thay thế thì cái món lagu sườn này là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Đặc biệt là vào những cái dịp mà gia đình của mình có đám tiệc nho nhỏ đó các bạn, thì cái món lagu sườn này cũng là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Các bạn hãy bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nhé. Màu sắc của món lagu cũng rất là hấp dẫn rồi, nên là mình cũng không có cần trang trí gì nhiều thêm. Khi múc ra tô thì mình chỉ cần để lên trên tô một vài cọng ngò nữa thôi là mình đã có ngay một tô lagu cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn rồi. Còn về phần gia vị chấm thì mình sẽ chấm cùng với lại muối ớt chanh. Cái phần sườn nó cũng đã đậm đà sẵn rồi, nếu mà bạn nào không thích cái vị đậm đà hơn thì mình có thể bỏ qua cái phần nước chấm này. Sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu tạo nên một món ăn vô cùng là hoàn hảo. Các bạn hãy bổ sung vào thực đơn của gia đình mình cuối tuần sắp tới nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Hoặc nếu các bạn có góp ý thêm gì về video thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết với nha. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.